các bạn thì tiếp tục cái clip đẫm máu này thì là như cái tập trước ấy. Thì đến cái tập này thì mình sẽ phân tích cho bạn là tất cả những cái người dân ở đây, tất cả những con người ở đây đã ở cái nhà thờ này, đã tại cái vị trí này và họ đã bị lôi hết ra ngoài và tiêu diệt ở vị trí này. Đây, đây các bạn nhé, cái bể nước. Họ đã nhuốm máu ở đây các bạn ạ. Thì what the hell, mình để ý ở trên này có một con ma các bạn ơi. Trên này có một ông nào, một con ma đang đứng đây. Đây có lẽ là một cái oan hồn. Mình ra ngoài. Từ từ, mình giết con này đã. Mình giết con này đã. Mình ném bom giết con này đã. Chết luôn đấy. Chết luôn. Chết luôn. Chúng này không ngồi rồi. Đâu. Bom dưa nha. Chết rồi, ok. Holy shit, cái gì vậy? Người anh em ở đây là hiệu ứng bom bình thường thôi. Bởi vì khi mình chỉ những cái loại bom như dưa hấu này ấy, nó sẽ nổ rất là nhiều các bạn ạ. Ok, như vậy là xong nhé. Đây, nhìn cái nhà. Đây các bạn này. Đây này. Đúng không? Đây này. Đây chính là oan hồn. Oan hồn. Holy shit. Người này chưa chết các bạn ạ. Oh no. Người này chưa chết đâu. Mình nghĩ là oan hồn nhưng không phải các bạn ơi. Đây không phải hồn đâu, đây là con người. Ông ơi. Ông ơi, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Ông ơi méo hết mồm mà không thể nói được các bạn ạ. Thực sự là bây giờ mình không thể, không có cách nào giúp được người ta luôn đấy, bởi vì là bây giờ là thân hình của người ta đã bị đứt đôi rồi. Không giúp được các bạn ạ. Từ anh em ơi, các anh em để ý không? Cái bàn tay của ông này giống như một con zombie các bạn ạ. Như vậy là mình có thể suy đoán là bọn Silent Head hoặc là bọn ma quỷ ở quanh đây nó đã cắn người dân và người dân đã bị biến thành zombie trước khi chết rồi các bạn. Đây này, cái chỗ này ấy ạ, cái bể nước này là cái chỗ mà chôn thây của tất cả rất nhiều người ở đây. Họ đã đến đây để nghe kinh thánh nhưng cuối cùng họ đã bị tiêu diệt tại đây rồi các bạn. Họ đã bị giết ở đây rồi. Rất nhiều máu, một cái bể máu lớn như này thì chứng tỏ rất nhiều người các bạn nhé, hàng trăm người các bạn ạ, hàng trăm người đã chết ở đây và chỉ còn một người duy nhất. Mình nghĩ là hôm nay chắc sẽ chết rồi. Rồi mình chỉ có một cái cách duy nhất là như này, mình sẽ phun một cái loại chất này để đây là chất họng. Mình sẽ xúc phun chất họng này vào người ông ta. Đây, để mong sao ông này có một cái cơ hội sống nào đó. Ok, tôi hy vọng ông sẽ sống nhé. Thì là cái chất mà mình vừa phun ấy, nó là một cái loại này thì đối với cả quái vật thì là nó sẽ làm như là bão hòa đi cái chất độc của quái vật. Khi mà quái vật săn hết thì nó có chất độc ở da, nó sẽ làm chúng ta bị ngộ độc và chết. Thì chúng độc và chết, cho nên mình phun chất này vào để cho nó giải độc. Thì là thôi, mình cứ phun tạm ở đây. Đây, mình được phun vào xác của ông này luôn nhé. Để mong sao có một sự kỳ diệu nào đó ông ta có thể hồi sinh lại được. Như vậy là tôi chỉ có thể giúp ông được cái này thôi và tôi không thể giúp ông được nữa. Bây giờ mình sẽ phải đi khám phá cái khu này và mình sẽ phải tiêu diệt bọn Silent Head ở đây. Bây giờ mình sẽ đi hướng này. Đây. Rồi trước khi mình đi mình phải kiếm một khẩu súng lại. Mình phải kiếm một khẩu súng, nếu không mình sẽ chết ở đây mất. Mình kiếm khẩu súng ở đây. Đây, cái quả cầu này. Quả cầu này mình vừa nạp năng lượng rồi. Chết, ở đây có một bể máu mới này. Họ đã chết hết rồi các bạn ạ. Một người đây cũng chết rồi. Cái người này thì bị thiêu rồi nhá. Bị hỏa thiêu. Các bạn nhìn đen xì luôn này, phải biến thành than rồi. Biến thành than rồi. Và vẫn còn bọn quái vật sai thì hết. Từ anh em ơi, một con quái vật sai hết ở đây. Bị giết nó. Mày chết này. Rất là may ngày hôm nay thì mình đã bỏ. What the hell. Bóng ma các bạn. Holy shit. Oh. What the hell. Cái bóng. Oh no. Mình đang biến. Vì sao vậy? Sao tự nhiên tối om này? Tự nhiên tối om.
thì chết mất luôn rồi các bạn ơi. Vừa rồi là ấy à, mình chắc chắn rằng đấy là người con kia, là người cha. Người cha đã bị bắn những cái mũi lao vào người các bạn ạ. Còn kia là đứa con. Đấy các bạn ơi. Đây này. Một cái mặt người trở thành một cái vòi phun. Các bạn ạ, cái khu vực này là con người ở đây đã bị tiêu diệt rất nhiều, cho nên là các bạn thấy không? Ông này các bạn nhớ là cái ông chính là cái ông ở trong cái nhà vệ sinh. Hồn ma ông ấy đang đi quanh khu vực này, có lẽ là ông ấy đang muốn trả thù nhưng không thể trả thù được các bạn. Anh em ơi. Holy shit, đây có một cái đầu lâu. Cái đầu lâu này. Đây là cái đầu lâu và đã bị chết khá lâu rồi các bạn. Ông này bây giờ mình hỏi ông ấy không nói chuyện thôi. Ông ơi, ôi nhìn cái mắt kìa, mắt không còn một tí nòng đen nào luôn, chết rồi các bạn. Holy shit, đâu, mình mất máu, mình chạy ra khỏi đây, cái đầu lâu đang di chuyển các bạn ạ, à. Chạy ra khỏi đây. Ông vừa bị mất xong ông lại ngồi đây rồi. Từ bây giờ mình sẽ sử dụng pháp thuật để mình đốt cháy. Có lẽ ở đây là đang những cái âm hồn ở đây các bạn. Âm hồn đang vất vưởng đây, mình đốt cháy nó. Holy shit. Đó, mình chết luôn các bạn. Nó đẩy lại các bạn ạ. Từ mình đang ở vị trí này rồi, mình đã quay về chỗ cũ rồi các bạn ơi. Từ từ. Bây giờ mình phải giết bọn săn khét này đã. Đây rồi. Mày chết này, một con. Mày chết này, hai con. Cái gì đấy? Nghe không? Một con ma nó vừa cắn mình mà. Tiếng chuông đâu? Shit. Hôm nay đang cố gắng chạy nhưng không thể chạy được các bạn. Oh no. No. Đây là những ngôi mộ. Đúng rồi các bạn ơi. Cái ngôi mộ này là bọn quái vật hay là bọn ma quỷ ở đây. Bọn yêu ma ở đây nó đã chôn sống người các bạn ạ. Và con người đã chọc tay lên nhưng mà không kịp các bạn nhá. Họ đã bị chôn sống. Họ đã bị chôn sống ở đây. What the hell. Họ bị chôn sống các bạn ạ. Ghê quá. Sẽ đi vào đây xem nào. Từ từ anh em ơi, đây có một cái bóng ma ở đây này. Holy shit, cái bóng ma của cô gái vừa rồi các bạn nhìn thấy không? Cái bóng ma của cô gái vừa rồi mà đứng cạnh người cha đã bị những cái lao ấy các bạn, nó phi vào người. Và đây là cô gái vừa rồi. Bây giờ lại đứng ở đây các bạn ạ. Mình không thể di chuyển vào đây, ở đây có một nguồn năng lượng nào đó đã cản trở mình và không cho mình đi vào. Cái nguồn năng lượng rất mạnh và đó là nguồn năng lượng vô hình. Một cái bức tường vô hình đã cản trở mình không thể tiến lại gần cô gái này. Và đây có tiếng hét ai oán ở đây. Có lẽ tiếng hét là của cô gái này các bạn ạ. Và những cái ngôi mộ này là những cái ngôi mộ to nhất ở đây các bạn nhé. Holy shit, mình bị đốt cháy. Ba ngôi mộ liền nhau. Một ngôi mộ đã bị mở cửa ra. Và cô gái này đứng ở đây. Thì đó là cái điều gì ta? Tức nghĩa là cái ngôi mộ này đã bị khai quật à? Hay là con quỷ trong ngôi mộ này nó đã bước ra và nó đã làm hại người dân ở đây các bạn? Được anh em ơi, mình biết rồi. Đây là ba ngôi mộ mình nghĩ là rất là lâu đời rồi, nó là ngôi mộ cổ đại. Thì là ấy à? Thì là mình nghĩ là giả thuyết là một ngôi mộ này đã, tức là ba ngôi mộ này bị trấn yểm, tức là nó là ba con quỷ nhá. Nó là ba con quỷ và nó bị trấn yểm. Nhưng mà không hiểu vì một lý do gì đó, cái ngôi mộ ở giữa này
cái con quỷ đó đã thoát ra khỏi, nó đã thoát ra khỏi đây và nó đã làm lây nhiễm dịch bệnh. Nó khiến cho con người trở thành zombie. Đấy các bạn ạ. Và sự xuất hiện của bọn Sirenhead thì mình cũng không hiểu vì sao mà bọn Sirenhead nó tìm được đến đây các bạn nhé. Có lẽ là bọn Sirenhead nó đã ngửi được mùi người chết và nó đã mò đến đây để nó ăn thịt. Mình nghĩ như vậy. Bởi vì đây là mình thấy một cái ngôi mộ ở đây đã bị mở cửa các bạn ạ. Bọn quỷ nó đã, cái ngôi mộ này là quỷ nó đã ra và nó đã làm hại người dân ở đây. Đúng rồi, chắc chắn luôn. Ba ngôi mộ này thực ra là, đây các bạn nhìn thấy không? Đây này, đấy, đây là cái bức tường vô hình. Mình nghĩ là ấy ạ, pháp sư đã biến hóa, đã dùng phép thuật để biến ra cái bức tường vô hình này để ngăn cản con người lại, không cho mở ngôi mộ này lên, không cho mở ba ngôi mộ này lên. Nhưng mà không hiểu vì một lý do gì đó mà cái ngôi mộ ở giữa đã bị bật lên và con quỷ đó đã thoát ra ở bên ngoài và nó làm hại người dân ở đây, chắc chắn luôn, làm hại con người ở đây. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm công lý các bạn ạ. Holy shit, một đầu lâu và đây một cái giếng. Trời ơi, mình bị tọt xuống đây rồi. Mình bị tọt xuống đây rồi các bạn ạ. Mình lại bị rơi vào chỗ cũ rồi. Đây là con quỷ. Con quỷ đây rồi các bạn ơi. Chính nó làm hại người dân ở đây này. Đốt nó. Đốt cháy nó các bạn ạ. Chính nó đấy. Từ bên biển phun độc vào người nó. Phun. Đây. Đây chính là con quỷ các bạn ạ. Nó bị chết rồi. Nó bị chết ở đây rồi. Có phải không ta? Đây mình nghĩ không phải con quỷ đâu. Đây là hồn ma của một con người thì đúng hơn các bạn ạ. Tờ heo, nhưng mà thôi mình tiêu diệt rồi các bạn nhé. Nó là một con người các bạn ơi. Con người chứ không phải con quỷ không. Thôi đi thôi, mình nghĩ là mình không thể ở đây được nữa rồi. Mình phải đi thôi các bạn ơi. Đây là hai con zombie vẫn còn sống ở đây. Bây giờ tôi không thể cứu các ông được, nhưng các ông phải nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra ở đây. Họ đang khóc. Họ đang kêu đau. Họ đang bảo tôi rất đau. Họ đang kêu gào các bạn. Họ đang than khóc và đang cái gì đó ai oán. Họ đang rất là oán một ai đấy, nhưng mà họ không nói nên lời nữa các bạn. Họ đã mất tiếng của con người rồi. Họ chỉ biết kêu thôi. Thôi được rồi, bây giờ tôi không thể giúp được ông cái gì cả, bởi vì các bạn biết không? Bây giờ nếu như mình giải cứu hai người này thì có thể là mình sẽ là con mồi, họ sẽ giết mình. Bởi vì họ đã bị nhiễm zombie rồi, họ đã bị nhiễm và biến thành zombie rồi các bạn ạ. Họ biến thành quái vật rồi. Tôi chỉ có thể giúp ông được điều này thôi. Bây giờ mình sẽ xịt cái dung dịch này vào. What the hell? Họ chết rồi các bạn ạ. Họ chết luôn rồi. Tại sao lại như vậy? Chưa chết. Mình phải xịt thêm vào. Rồi bây giờ tôi sẽ giúp các ông. Đây là cái loại thuốc có thể khiến các ông cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là thuốc giải độc. Và tôi hy vọng rằng khi mà tôi phun những cái thuốc này vào cho ông thì là một thời gian sau các ông sẽ có cơ hội để biến thành trở lại người nhá. Tôi chỉ có thể giúp được ông như thế này thôi, không thể giúp hơn nữa. Mình sẽ xịt thêm các bạn nhé. Được rồi. Thì mình hy vọng rằng cái loại thuốc này sẽ khiến con người biến trở lại và sẽ khỏi bệnh zombie. Được rồi. Mình chỉ
có thể giúp được người ta như này thôi bạn nhé. Thì mình đi thôi. Bây giờ mình mà thả ra phát nó chắc chắn người ta sẽ giết mình ngay. Mình sẽ đi lại vào cái căn hầm này. Vào à, cái chỗ này là vừa lấy là một đứa bé với cả một cái người đàn ông đang bị treo ở đây. Đây cái giếng này, giếng máu phun luôn nhé, bởi vì hy vọng rằng là cái chất này của mình sẽ làm, sẽ khiến cho là mình sẽ giải được ít ít nhiều là mình sẽ giải được những cái buồng ngại ở đây, và những cái con quái vật, con quỷ ở đây nó sẽ phải ghê sợ với cả cái năng lực này của mình. Sẽ đi lên hướng này. À còn đây nữa, cái phần này nữa mình phun đây. Ok các bạn thấy không? Vừa rồi là cái khu vực này là những cái đầu lâu ấy là nó lượn, tức là nó cử động và nó sẽ bay quanh một cái vũng máu ở đây, vũng nước ở đây, vũng máu. Thì là mình đã sử dụng phép thuật để mình giải đi. Các bạn ạ, mình sử dụng phép thuật. Thì là cái phép thuật của mình đã hiệu nghiệm nha. Và mình phun thêm một lớp này nữa. Để hy vọng rằng là cái chỗ này sẽ bị giải đi cái bùa ngải ở đây nhé. Mình nghĩ là ở khu vực này bị nguyền rủa rồi các bạn ạ. Đi thôi. Holy shit, cái gì đấy? What the hell, một con chó các bạn ạ. Con chó này bị biến thành zombie rồi. Và nó không cử động nữa và nó không thở nữa các bạn nhé. Mắt đỏ lòm. Oh, holy shit, mặt quái vật. Từ anh em ơi, các bạn thấy không, mặt của con quỷ nó vừa ám vào mình sao. Nhưng mà hiện tại là bây giờ cái thuốc đặc trị của mình bây giờ bị hết rồi, mình phải dùng quả cầu nửa này kiêu dụ nó rồi. Ok xong, hy vọng là mình đã giải được lời nguyền. Từ anh em, Slenderman, một con Slenderman. Nhưng không, đây không phải là một con Slenderman mà đây chỉ là một hình vẽ thôi. Hình vẽ của Slenderman, nhưng mà ai đã vẽ ở đây? Có lẽ là người này. Nhưng họ đã chết. What the hell các bạn ơi, đây là một cái ký tự. Không, đây là một cái hình vẽ. Những bạn nào hay xem phim ma thì các bạn sẽ nhìn thấy hình ngôi sao này. Cái hình này là do một người đàn ông này, có thể là ông này ông đã vẽ hình này ra để ông ấy để ông ấy à. Bạn biết làm gì không? Để ông ấy giải bùa, giải ma, tức là giải những cái bùa ngải các bạn, giải những cái lời nguyền. Và ông ấy nghĩ là ông ấy sẽ đứng ở trong cái vòng tròn này và ông ấy sẽ tránh được những bọn quỷ nó đến. Bọn quỷ đến đây gặp vòng tròn này sẽ chết nha các bạn. Nhưng mà các bạn biết không nhỉ? Các bạn biết một điều ạ, là cái vòng tròn này nó phải được thắp lên những ngọn nến cơ. Thì là cái người đàn ông này chưa kịp thắp lên những ngọn nến để tránh đi những cái tà ma thì ông đã chết. Các bạn ạ, chưa kịp thắp nến thì ông đã chết rồi. Đi thôi anh em. Có lẽ nào cái hình ảnh này là báo hiệu là Slenderman đã có mặt ở đây không ta? Bởi vì không tự nhiên mà tự nhiên người ta lại đi vẽ Slenderman đây cả. Có lẽ là sự xuất hiện của Slenderman nó đã ở đây và nó đã góp phần kết hợp với cả bọn yêu ma quỷ quái ở đây để ám cái ngôi đền này, ám cái nhà thờ này. Đúng rồi, mình nghĩ là thế mà. What the hell các bạn nhìn thấy không? Vừa nãy mình đi qua đây mình đã chú ý đến cái phần này rồi, nhưng mình không nghĩ là ở đây là có một người bị chết đây. Cái người này bị giật điện và chết. Cái người này họ đã bị đây là cái trạng biến áp nhá. Cái trạng biến áp. Và ai đó từ từ, có một cái khóa đây. Cái khóa này không mở nữa rồi các bạn nhé. Không thể mở được. Nó bị khóa rồi. Cái người này, người đàn ông này nó bị nhốt vào đây và người ta đã tìm cách để trốn thoát. Nhưng mà khi mà trèo lên trên cái hàng rào này thì bị giật điện chết. Ok, vãi chửa luôn, kinh dị luôn các bạn ạ.
chết khô rồi. Bây giờ mình sẽ đi hướng này. Hướng này hết hướng đi rồi bạn nhé. Hết hướng đi rồi. Hết hướng đi rồi các bạn ạ. Bây giờ để thoát ra đây kiểu gì ta? Bọn Siren, bọn Siren hết thì có lẽ là mình đã tiêu diệt bọn nó xong hết rồi. Ở đây có một cái hình vẽ đây. Không bỏ nói các bạn ạ. Bây giờ là mình không thể thoát ra khỏi đây nữa. Hết đường đi rồi các bạn ạ. Hết đường đi rồi, không còn đường để cho mình đi nữa. Đường này thì mình vừa lên xong. Ở đây có một cái camera vẫn còn nguyên. Và có một vết máu. Chính tỏ là có người đã cầu cứu đến camera để hy vọng rằng có ai đó sẽ cứu mình. Nhưng mà cuối cùng vẫn chết. Holy shit, bà này bà cử động luôn. Cái bức tượng này cử động tay, bà ấy chỉ ra hướng này. Bà ấy chỉ ra phía thẳng này. Thì cái hướng thẳng này có gì không? Cả hai người này đều chỉ ra tay ra hướng này các bạn ạ. Bắt đầu heo. Ngồi đến đây đi. Cái nhà thờ này bị nguyền rủa thôi. Mình để chạy đây mà. Không ai có gì không ta? Có gì hết. Chỗ này vẫn bị nhuốm máu bạn. Ở đây có quả dưa này. Mình nên tránh xa chỗ này thôi. Có phải cái quả dưa mà mình vừa lấy là mình sử dụng bom dưa không nhỉ? Nó vẫn còn tồn tại ở đây các bạn ạ. Holy shit. Một cây cổ thụ ở đây. Người này đã chết. Một con quạ. Một con quạ đang ăn xác thối. Đốt nó. Từ miếng đi, tôi đốt cháy rồi. Chết rồi, mình còn 15 máu. What the hell, con quạ này bất tử, không nó không chết các bạn ạ. Nó bất tử rồi. Mình không làm gì với nó đâu. Mình phải đi thôi. Bây giờ mình đang tìm chỗ để thoát thân ra khỏi đây nhưng mình không thoát được. Nạc ở đây rồi, hết rồi các bạn, hết đường chạy rồi các bạn ạ. Không còn đường để chạy nữa. Không còn đường để chạy nữa. Còn đúng một cái quả cầu này mình chưa khám phá. Thì cái miệng giếng này thì là mình đã chui xuống rồi, cái hầm này mình đã chui xuống rồi. Và mình vẫn quay lại chỗ cũ nhá. Bây giờ mình sẽ thử nhảy lên đây. Thử anh em. Thì nó lại biến mình ra cái chỗ W này, WC này, cái chỗ này nhà vệ sinh. Vẫn gặp Slenderman đây các bạn ạ. Ok. Khoan vật. Mày chết đi. Từ mình là người chết. Mình rơi ở đây rồi. Mình bị rơi xuống cái giếng rồi bạn ơi. Từ mình cố gắng mình nhảy lên. Chiêu, ui rồi may quá. Được rồi, lên rồi, lên rồi. Lên rồi. Rồi anh em ơi, nó đang ở đây. Con quỷ ấy bị mình giết rồi. Mày. What the hell. Bây giờ chỉ còn cái bóng ma thôi. Thoát ở đây kiểu gì các bạn? Mình phí đường quá. Làm sao bây giờ? Mình không còn đường chạy nữa rồi. Bây giờ mình chỉ đi lại xuống cái căn hầm này xem. Mình hết đường đi rồi các bạn ạ.
Yellow tự động nó tự động có nhạc các bạn ơi. Con lối đi nữa, cái khu vực này bị nguyền rủa rồi, nó bị nguyền rủa rồi, mình không thể thoát ra ở đây nữa rồi. Có lẽ là mình sẽ phải chết chung với cả hai con zombie ở đây thôi. Mình đi vào mình ngủ giấc nữa, hy vọng là mình sẽ tỉnh giấc mơ này thôi.